Những thông tin sẽ có trong bản tin VTV Chị Yên số 4 ngày 12 tháng 11 năm 2023. Đại học Bách Khoa Hà Nội chính thức mở cổng đăng ký thi đánh giá tư duy. Việt Nam có nữ giáo sư toán học thứ ba. Yên Bái khởi tố thí sinh làm lộ đề thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Đại học Bách Khoa Hà Nội chính thức mở cổng đăng ký thi đánh giá tư duy. Từ 10 giờ sáng ngày 6 tháng 11, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức mở cổng đăng ký dự thi đánh giá tư duy đợt 1. Theo đó, cổng đăng ký dự thi mở trực tuyến từ ngày 6 tháng 11 đến hết ngày 12 tháng 11. Sau khi đăng ký dự thi hoàn thành, ngày 3 tháng 12, thí sinh sẽ chính thức tham dự đợt thi đánh giá tư duy đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đợt thi này, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến đón khoảng 5.600 thí sinh dự thi. Ngoài ra, Năm đợt thi khác sẽ diễn ra trong năm 2024, đợt cuối vào ngày 15 và ngày 16 tháng 6 năm 2024. Các đợt thi đều diễn ra trong 2 ngày và vào thứ bảy, chủ nhật để tạo thuận lợi cho thí sinh. Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi có thời hạn 2 năm. Kết quả của kỳ thi được sử dụng để xét tuyển vào nhiều trường đại học trong cả nước ở các khối ngành khoa học công nghệ, kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp, nông lâm, tài chính, ngân hàng, y dược. Việt Nam có nữ giáo sư toán học thứ ba. Đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư ngành toán học năm 2023, bà Tạ Thị Hoài An trở thành nữ giáo sư toán học thứ ba của Việt Nam trong gần 70 năm qua. Bà Tạ Thị Hoài An, nghiên cứu viên cao cấp Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sinh năm 1972, quê xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An, Bà tốt nghiệp đại học năm 1993, thạc sĩ năm 1997, tiến sĩ năm 2001 ngành toán tại trường Đại học Vinh, là giảng viên tại trường Đại học Vinh từ tháng 12 năm 1995 đến tháng 9 năm 2001. Hiện, bà Tạ Thi Hoài An đang là trưởng phòng lý thuyết số của Viện Toán học. Yên Bái, khởi tố thí sinh làm lộ đề thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2023. Ngày 7 tháng 11, Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Yên Bái cho biết, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi cư trú đối với Ngô Hồng Ánh, sinh năm 2002, trú tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái để điều tra về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Quá trình điều tra xác định ngày 28 tháng 6 năm 2023 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại phòng thi số 61 điểm thi trường trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Sau 60 phút làm bài thi trắc nghiệm môn toán, 2 phần 3 thời gian làm bài, Ngô Hồng Ánh dùng điện thoại di động mang vào từ trước, chụp ảnh phần đề thi mà Ánh chưa làm được để gửi qua ứng dụng Messenger cho 3 người khác làm bài thi hộ. Công an tỉnh Yên Bái cho rằng hành vi của ánh dù không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi nhưng đã vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin VTV Chị Hiền số 4 ngày 12 tháng 11 năm 2023. Chúc quý phụ huynh và các em học sinh có một cuối tuần vui vẻ và đừng quên đồng hành cùng chương trình trên YouTube Học Văn Chị Hiền. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.